chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Hương đang ngồi là kế cổ của Hương. Thì cậu có kiếm được mớ gắn chung á, thì cậu có đem lên đây. Thì cậu đang bầm để xào á. Hôm nay thì Hương sẽ làm hai món, món xào với món nướng. Thì cái này là mình xào với lá cách không cậu? Nghe nhỏ để ra lớn mà. Bây giờ nãy là bầm xong rồi, bây giờ quay qua giai đoạn thứ hai là mình cắt lá cách nha, cắt cho nó mịn xào nó mới thấm nó thịt. Là mình hái để mà làm chế biến được thì phải là lá không cho quá già, cũng không cho non quá, lá vừa vừa. Lá non quá thì ăn nó dở lắm, nó không có thơm mà nó cái ăn nó nhão nhão sao. Lá phải lá vừa vừa, không già quá mà cũng không non quá. Lá già quá nó cứng ha em ha. Còn non quá thì nó ăn làm gì nó nhão nó nhớt. Dạ. Nó mềm. Chứ nó không ngon. Lá vừa vừa. Mình thái nhiều tại vì lúc mình xào cái sợ mình sợ nó béo lại ha. Giờ nó thấm chất ngọt của thịt. Dạ. Nó ngon. Lá cách để ăn lên thuốc lắm. Lá này, lá cách này mình xào với gắn này với chuột gì cũng ăn được hết á. Nó dễ. Dạ. Ăn bánh xèo, ăn cá nướng. Lên thuốc. Rau đồng, rau vườn mà nó sạch. Dạ. Đây là cái phần thịt mà anh cũng bầm xong rồi. Giờ mình đi thái lá để mình xào. Mấy trái thấp thấp không à. Cây mặn nhà con. Thì Hương đi chặt mấy cái tàu dừa để Hương gấp mấy cái con rắn để nướng. Thì Hương thấy ba trái mặn bự. Tại vì mặn này mình không có phun thuốc gì hết trơn á, nên là nó hay bị dồi lắm. Ngọt không? Ngọt ra ngọt. Ê, nó lăn. Trong cái tàu này là dừa. Xử cái này.
mấy cái khúc gì đó nó vừa. Khúc này được hai con ha. Mình dễ làm hai là mình. Cái này là được đó. Tình cờ đi kiếm cái cây này để nướng cá mà thấy được cái bụi rau má luôn. À, bữa nào là được nồi canh nữa nè. Nó tốt lắm luôn nè, cậu bên đây nè, lá bên đây, trời ơi, cái cây bự bự không luôn. À, bên đây nè, cái cọng dài dài không luôn. Cọng trong này nó tốt, cái cọng bự bự không mà lá. Này, lá cao cao bự bự không nè. Ngang đây chắc được quá. Ngang đây được không cậu? Không biết còn mấy con nữa hồi nãy cậu nói. Chị phải không cậu? Chị đi giờ. Thì Hương chặt được ba cái cây này xong rồi Hương đem vô cho cậu có Hương kẹp gắn vô đây nướng. Chiều quá cậu có Hương có đem lên vài con rắn chung thì cậu với Hương thì cũng nướng với xào lá cách thì Hương cũng làm xong rồi, Hương mời cô chú anh chị và các bạn cùng ăn với gia đình của Hương. Đây. Rồi xin mời cả nhà mình nha. Đó, nãy đòi ăn mà khách qua đây đi vậy cha. Rượu đế rồi đó. Rượu cằn nữa. Đi. Nói cái gì? Không được hả? Chung nè.
mấy cậu mà thôi mà có gắn chung là đem ngon ý chú nha. Ừ. Gắn chung này nướng xé bằng tay cũng ngon nha. Tài ăn này phải không? Mình cũng vậy. Hai xé này cho Tài nha. Tao để làm dành cho chị rồi. Bữa nay cậu Út có gắn chung, cậu Út cũng đem lên cho nữa nè. Ủa? Ai chụp nha? Cái này là đặc sản luôn á trời. Cái này là gắn chung nướng lèo. Nướng nướng lèo, còn cái này là gắn chung xào lá cách. Rồi nhìn hấp dẫn không nè. Thơm lắm, không có nóng đâu, ngồi rồi. Có mồi ngon đặc sản này, nhớ anh Xui quá. Không biết anh Xui có thấy không nữa. Ngon quá. Ôi gắn chấm mắm mè ngon lắm nè. Em vợ đem được mấy gắn chung lên rồi làm cũng mỏi mệt trong ngày, rồi chiều nay nướng gắn nướng lèo với là gắn chung xào lá cách. Rồi cũng anh em mình cũng liêu riêu vài ly rượu cho nó ấm áp cái tình đồng quê mình nha. Ăn đi con. Thì nó có vậy thôi, chiều nữa thì cũng lâm râm với anh em tâm sự chuyện đời. Nướng chung ngon quá nè. Con cha con nước. Đi chút gì hay. Đó anh em mình nha. Vô. Ngon quá. Rượu này làm như không ngon bằng rượu cần của anh Xui tặng rồi. Cũng anh em hội ngộ lại đây thôi, tôi cũng hát tặng cho bà con khán giả mình một bản, một câu dòng cổ đây ha. Nói chung ra ca thì người nông dân thì có khi quên, bà con mình cũng thông cảm đoạn sống gian của tôi nghe. Vô nước sở một hôm lòng thanh thang, cởi long bào giả dạng một thường dân, giác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn, lòng dương giả mơ hồ theo sông nước. Gió đông khua xào xác lòng sở dương, thả hồn theo những chiếc lá khô rơi gụng tán mạng ở gian gành. Lòng quân dương bỗng xúc động mối tâm tình, bỗng ngài đưa mắt nhìn sang một hang cua, con cua cái nằm lột gió trong hang, còn con cua đực lo canh giữ vợ hiền, quên cả việc ra đi tìm mồi đỡ đói. Đi về không hả mẹ? Đi tới tao nữa rồi. Thì ly nhỏ về thì tao với Út đây quên. Cưng tin Tâm nó sợ gắn chung này chứ không mà Hoàng Anh. Kìa vậy? Đợt đó chị cũng đi về đây nè, cái anh Minh Cưng với anh Nguyệt Cưng cho chị cũng đâu 4-5 con mà bự lắm nha. Để ông Bao đi tới chảnh nó ra đâu còn có 2-3 con à. Cái để ông Hồng trọ. Cũng không có cái gì ngon nè. Cái mồi đồng mình đâu có biết. Cái thằng Tâm nó ngủ nửa đêm đó cưng coi, mà nó ở trần nữa. Tâm mồi nhậu vậy thôi. Cái này là gắn nướng lèo nè, gắn chung không à. Dạ. Hai anh em mình lên tới đây. Rồi vô. Vô một cái nha. Ngày lao động mệt nhọc rồi. Chúc một buổi tối rất là vui vẻ. Dạ. Quá trời mùa hông à, mùa hông nữa đó. Không phải mùa hông nữa. Mình đã cái nhúng da miếng dầu ăn hay mâm mỡ gì đó, quấn lên đây nè. Này mùa hông làm mình ngứa. Rồi, đúng rồi. Nó tại nó đụng đụng mình nhột nhột nè. Tưởng nó mũi. Mũi kêu mà như sáo thổi hả? Nó chùm cái mền nó ngủ. Cái con gắn chung mà nó ở trần á. Con gắn chung nửa đêm bò vô lưng nó. Nó tóc nó nhảy lên, nó tóc như là chỗ nó la một cú quải. Tâm hả? Ừ. Nó thì tôi ngủ ở trên quận Tâm thì gắn không hành nữa chứ. Bò vô nó mát lạnh rồi tôi nói chết rồi. Không biết gì đâu. Ngóc lên nhảy banh nó mùng. Tâm hề. Ngồi ai đi con? Dạ. Cái cửa nhà trọ mình nó ở dưới. Biết cái này nó mà cái gì nó cũng là phải sợ trên cái đó. Điện không xui, bà xui không? Mằng lu bu hết trơn, có cái điện đài gì. Cái gì mà nướng qua lửa hang cũng ngon nha ha. Buổi tối của gia đình của Hương cũng xong rồi. Hương cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của Hương. Hương chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà ha.
cô chú đi. Bye bye cô chú đi. Bye bye cô chú đi, ngoan. Rồi, bye bye. Không cần à, gì đó.